đi mà không ngờ trùng hợp áo dài rất là đẹp nha. Bữa nay áo dài nha. Hôm trước mặc áo dài đỏ ở Tây Ninh á, rất là đẹp. Khán giả nói là chị Lâu mặc áo dài đi, thật sự bữa nay mặc áo dài thiệt. Quá đẹp. Như nó mặc ly trị liệu sao nó mặc khách sạn ta? Nói gì vậy, giật ly trị liệu ta mù quá sao mà. Không, mình giật ly trị liệu, đó là người mù. Còn sáng mắt khác nữa, vật lý trị liệu sáng mắt khác nữa. Thì lâu nữa không ngại là người chính thị khác là nhận cái người ta nói mày cho anh cái người chính thị khác là rồi, nhưng mà có cái loại vật lý trị liệu là vô khách sạn vật lý trị liệu, vô khách sạn à. Vật lý trị liệu không biết là nói đạo không đâu chị cho anh chị không biết đâu, chị đâu có coi YouTube rồi chị biết đó đó biết có coi bên phun xăm của chị á, còn chương trình gì không? Hiện tại là hết chương trình khuyến mãi 50% rồi, nhưng mà còn một gói, còn một gói dành cho các chị nào có chuyển khoản sẽ giữ được 50% đó. Dạ. À, không giới hạn thời gian. Không giới hạn thời gian, chuyển khoản thì vẫn giữ được ha chị. Dạ. Rồi cảm ơn chị nha. Ở nhà nhớ nha, nhớ nha, bên Lon là mỹ phẩm của Lon là đang có chương trình là mua một tặng một đó. Cả nhà nhanh tay nha, chỉ có một tuần thôi đó. Dạ. Chắc phải em đi mua chai dầu thơm rồi tặng chai dành năm. Rồi em cảm ơn chị Hồng Hơ. Đó, cả nhà. Này, chị Lo rất là duyên dáng nha, cuối cùng anh chị. Đây. Hôm nay chị Lo mặc áo dài rất là đẹp mà cả nhà. Ở Tây Ninh này mặc áo dài đỏ nha. Còn ở sân khấu Nam Quan mặc áo dài xanh. Vô một cái là tắt 2 líp liền. Hả? Đúng không? Vô một cái là tắt 2 líp. 2 líp rồi. Quay mướn. Quay nhỏ luôn. Dưới đây là phòng trang điểm nha. Đây bé Quân nè. Quân ơi. Quân à. Quân à. Quân ơi. Chào khán giả cái coi nè. Quân. Chào khán giả chú Tài cái coi. Kẹo đâu rồi? Kẹo, kiếm kẹo, kẹo đâu rồi hả? Kẹo ở đây. Nhưng mà bữa nay chị quay lại cho gái massage nha. Được. Ok, quay
chung đi chung với mọi người là biết là đang ở đâu rồi. Thôi có khui ra mẹ mới hỏi là giờ rồi hả? Dạ hello chào mọi người. Dạ. Hôm nay chào đón chị Kiều Út. Chị Kiều Út. Chị Kiều Út. Út Đại Lợi. Từ người xưa hay gọi là Út Đại Lợi. Dạ. Mẹ mình ở Sydney ta. Mẹ mình là Sydney. Chị hai anh ở Melbourne. Chị hai em, chị hai có nguyên một nhóm bạn đông lắm, khoảng 50 người. Tuần nào cũng tập ăn uống hết á. Anh nghĩ là mà có thí dụ sau này có đi hát bên đó chắc cũng có cái nhóm đông hồn vui lắm. Đến 6 giờ đóng cửa chứ đến thứ 7 chủ nhật thôi, nó tập trung chơi luôn. Nói chung là bên đó là rất là cần, bây giờ là thường niềm vui. Bởi vì cần, ví dụ ca sĩ nó qua là vui lắm. Dạ. Hôm qua thứ 7 chủ nhật mà có chương trình là mọi người kể theo đi con. Ở bên ít chương trình hả chị? Chương trình cái nhạc đồ nè. Dạ. Ở Việt Nam bay qua đó. Dạ. Hay là coi là người ta ăn uống đồ này kia luôn hay vậy? Giống như là người ta vui chơi. Rồi 6 giờ đóng cửa rồi nhưng mà dạ, tập trung thứ 7 chủ nhật. Dạ. Mọi người thứ 2 đi làm rồi. Ủa đúng rồi, trẻ đi nữa con. Chỉ là độc lạ Bình Dương thôi. Quá tức vô luôn nè. Ở bên này chính mình sẽ tiếp tục lắm nha. Tôi thấy mọi người vô trong cái phòng trong kia nhiều lắm mà không nhớ. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ chỉ có thấy mẹ em gửi lời tâm tâm sự phố thôi. Trời ơi, Tâm không chiếm hết luôn rồi. Tâm Tâm là không hết rồi. Mai mốt gặp ông đuổi ra đi. Mọi người coi YouTube còn coi cặp Tâm sự phố không? Tâm sự phố thì tôi quay đầu trên tới giờ. Tâm sự phố á. Điếm nhiều à? Dạ. Ý là quay từ đầu ở trên mộ tới bây giờ, quay từ lúc đám tới giờ luôn đó. Nhưng mà nhìn thấy giờ tài xấu xấu rồi cũng ok hả? Dạ. 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 Dạ em. Dạ. Ủa hôm nay anh Quách Tấn Du đóng cái cửa này đi cho nó bơ, cho nó có vẻ lạnh lơ. Mấy bộ đồ kiếm hiệp của anh Quách Tấn Du bữa nay xuống núi rồi. Xuống núi. Không có cái quạt nữa nè. Ở đây mát hơn mấy chỗ kia ha. Dạ. Mấy bữa là tơi tả vì trời thời tiết nóng quá mà mọi người hát bên ngoài nữa. Dạ. Mà bữa nay là hát show cuối ở Sài Gòn rồi. À, ngày 8 tây bay sang châu Âu. Châu Âu tới đầu tháng 6 rồi. Dạ. Đúng rồi, châu Âu rồi. Này ráng cố gắng đi đi bên kia. Dạ. Tránh nóng. Tránh nóng. Không, Sài Gòn mưa anh, hôm nay có mưa chị. Còn có người bên xứ quán về kiếm nóng kìa. Ở bên Úc á là bên đây nóng hay bên kia lạnh đó. Đúng rồi. Em cũng trú bên Úc nhiều nắng để về. Nào bên đây em quay chị Loan nè. Có khán giả nói là chị Loan hôm nay mặc áo dài đi mà không ngờ trùng hợp áo dài rất là đẹp nha. Bữa nay áo dài nha. Hôm trước mặc áo dài đỏ ở Tây Ninh á, rất là đẹp. Khán giả nói là chị Loan mặc áo dài đi, thật sự bữa nay mặc áo dài thiệt. Quá đẹp. Chị Ni có hát không chị Ni? Bữa nay hát bài gì đi chị? Tôi có nghe đi hát rồi đó nha, cũng khá lắm á. Dạ. Thật sự á, đúng là người có máu nghề đó. Tại vì cái tổ chức ngày xưa là làm MC mà. Dạ. Làm biên tập viên cho nhiều. Thấy chưa? Không có gì mà làm sứ ngôn viên đài truyền hình ở đâu ở ngoài Bình Phước. Thấy không? À, Gia Lai. Gia Lai mà. Dạ. Dạ. Quê của này, tại vì ngày là quê Gia Lai nó nói nè, nó xưa lúc nhỏ nó coi Gia Lai hả?
Nó giờ là cô tâm á. Vậy lại lộ lại cô luôn hay không? Đây. Sang này cả nhà đó, chị Hồng Ơ nè, anh Sang lúc nào cũng rất là lóng lánh như chị Hồng Ơ nè. Lát nữa anh Linh Tý với chị Bích Trâm tới nữa là vui nữa. Bún, bún nào, bún ơi, bún bún ghiền rồi cả nhà ơi. Quên không chú Tài cái đời buồn quá không biết coi không chú Tài biết coi không chú Tài biết này một cái rồi một cái lấy hơn rồi không à một cái lấy hơn không ông nghe được sao em nói nó buồn là cả nhà buồn đi theo này rất là vui ha. Cả nhà ơi mình nhớ like đăng ký kênh nha cả nhà. Đây chị Như Mai. Chị Như đây. Ủa, chị đang làm việc hả? Dạ chào chị Như Mai nha. Dạ thật sự khi lần đầu tiên gặp chị Như Mai, lần đây là lần thứ hai khi tiếp xúc gần, rất là dễ thương luôn cô chú anh chị. Nhưng mà có nhiều người đó họ comment rất là nhiều. Chắc em cũng nghe bài không phải cũng nhiều. Dạ đúng rồi. Thì khi mà mọi người nói là tại sao mà cái miệng của Như Mai hát đó, nó hay gọi là diễn. Nhưng mà mọi người ơi, hôm nay sẵn có tạ luôn á, thì Như Mai cũng nói luôn là cái miệng của Như Mai là bẩm sinh. Dạ. Chứ không phải là khi mà hát cái bài đó là mình diễn đồ này đó không có. Dạ. Trời không hề luôn đó. Dạ. Và nhiều người lên nói lắm em. Tao không thích hay sao? Ừ, nhiều người có nhiều người á thì thích, còn nhiều người không thích. Dạ. Người, sao mà hát cái miệng mà dẻo quá vậy? Nhưng mà không có mọi người cơ địa. Cơ địa. Bẩm sinh mẹ đẻ ra gì rồi. Đúng rồi. Thông cảm. Tại vì đôi khi kiểu người miền Trung á là mình nói chuyện hay kiểu nhanh á. Dạ. Nên mỗi lần mà hát á là như mày phải đánh vần rõ chữ. Dạ. Hát chậm. Dạ. Thì để mà chậm á là mình phải nhìn cái khẩu hình miệng. Người ta thì tròn vành rõ chữ được, còn Như Mai không có tròn được. Đôi khi phải hát như thế nào miễn là mình hát để cho ra mọi người nghe được. Dạ. Nên cái miệng nó bị hơi bị kỳ. Chị Như Mai ở đâu chị Như Mai? Chị ở Nha Trang. À, ở cô chú anh chị thông cảm cho chị Như Mai nha. Chứ khi mà cô chú anh chị mình có gặp chị Như Mai ở ngoài á thì cứ đến gần tâm sự trò chuyện thì sẽ biết chị Như Mai thân thiện và dễ thương như thế nào. Thật sự Tài thì làm kênh YouTube thì gặp ca sĩ nghệ sĩ thường cũng rất ít, nhưng mà gặp lần chị Như Mai lần này là lần thứ hai. Tài có thể chia sẻ đến quý cô chú anh chị mình á là chị Mai rất là dễ thương nè và gần gũi, không có một cái khoảng cách giữa nghệ sĩ với lại người hâm mộ đâu cả nhà. Thật sự rất là dễ thương nó. Tài rất là nhiều nha, nhưng mà sẵn á thì cũng nói luôn là Như Mai á chắc Tài có coi những cái phim mà Như Mai đóng không? Chắc là chưa ha. Dạ cũng Như Mai đóng những cái phim á là chuyên về những gia ác thôi. Gia ác hả? Đúng rồi. Phiên bản trên phim và phiên bản ở ngoài đời là hầu như là hai phiên bản khác nhau ha. Hoàn toàn ha. Dạ. Tại vì trong phim mình phải nhập vai. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà ở ngoài thì dễ thương nha, em xác nhận luôn. Em lấy uy tín của kênh Tài 66 ra để đảm bảo cô chú anh chị mình dễ thương. Đó. Cảm ơn Tài rất là nhiều. Trời ơi, nói thiệt, nếu như mà không có những kênh YouTube á, thì đôi khi là mọi người, tại vì đôi khi á, mọi người sẽ vô comment như bọn nó, như không có trả lời lại được, như chỉ biết thả tim thôi. Dạ. Nhiều người đó là sao mà hát nhưng mà ngược lại ấn tượng. Dạ. Ấn tượng là cái miệng. Dạ. Nhiều khi cái đó là mà cái người ta để ý tới. Ừ, nó cũng là được khen mà cũng là được chê. Dạ. Để mà làm vừa lòng tất cả mọi người đó thì không thể nào mà làm vừa lòng hết được. Dạ. Và bản thân Như Mai phải biết, chỉ biết là cố gắng hết mình với cái bài hát hiện tại như vậy. Mà Như Mai nghĩ là cái bài hát không phải của mình, là không chỉ vào một gia đình nào đâu, tất cả luôn, mỗi gia đình đều có một tí của cái bài hát. Dạ đúng rồi. Đấy. Ai cũng có trong hoàn cảnh hết. Đúng rồi. Dạ. Nghe mà đúng là từng câu từng chữ cảm lắm mọi người. Dạ, có người nghe mà khóc luôn á. Dạ. Hôm trước em có thấy một bà cụ ở chợ bán cá ghi cái
cái bài đó ra luôn. Đúng rồi. Em còn ghi mà, em có ghi nha. Em rồi. Có ghi ra bằng tay luôn á. Dạ. Rồi có không? Mọi người đi công viên lật mặt nữa là mọi người sẽ thấy khóc luôn. Đúng rồi. Đúng vào hoàn cảnh. Vô đúng hoàn cảnh luôn. Thực tế của xã hội bây giờ thưa cô chị, không nói riêng của ai cả, nói chung. Dạ, nói chung hết. Rồi cô chú anh chị mình đó, yêu thương ca sĩ Quách Tuấn Du nè, chị Như Mây nè, anh Trung Tính nè, anh Trường Ăn đúng không? Dạ. Thì hãy ủng hộ ha, và sẽ tương lai sẽ có những nhiều bài hay, nhiều bài hit cho cô chú anh chị mình. Đó. Cảm ơn Tài rất là nhiều. Tài 66 à. 66. Dạ. Mọi người ơi, mọi người đây cũng là lần thứ hai mà Như Mây có duyên gặp được Tài 66. Thật sự là bạn này đó là một người nói chuyện rất là chân thành, có sao nói vậy. Dạ. Thì mong là mọi người sẽ ủng hộ cái kênh Tài 66 của bạn để có nhiều người đăng ký và bạn có thể là động lực để các bạn được làm ra nhiều clip hơn nữa để ủng hộ quý vị coi. Dạ. Đúng không mọi người? Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Rồi, em cảm ơn chị Như Mây nha. Quá tuyệt vời.